Xin chào mọi người. Thì video này chủ yếu là mình nói về phiên bản phụ kiện của RoRo 11 và mở hộp phiên bản phụ kiện của RoRo 11 và không có làm video về quay thử hay hiệu năng nha. Như năm ngoái mình đã làm một video nói về Roro 10 sắp tay giá rẻ, bản Beso Bundle thì cũng giống như là phụ kiện kèm theo của đợt này. Thì mỗi năm Roro bán ra thì họ sẽ bán hai phiên bản, một là phiên bản thường chỉ có máy, pin và thẻ nhớ, còn một phiên bản tiếp theo là phiên bản thường kèm theo những cái món đồ chơi và thêm một cục pin nữa để chúng ta được quay lâu hơn và có nhiều chức năng hơn. Và phiên bản đợt này thì mình thấy là họ có một cây gậy là dùng để đi biển, lặn biển, giúp chúng ta hỗ trợ cầm nắm tốt hơn và một cái dây đeo gắn lên và đội trên đầu, hai viên pin và một cái kẹp. Kẹp này thì mình thấy có thể dùng để kẹp trên bằng nón hoặc là kẹp trên dây ba lô. Hai viên pin màu trắng Enduro thì mình thấy là có sự thay đổi so với phiên bản 10 lần trước là phiên bản pin này sẽ là màu trắng bản enduro màu trắng sẽ bền hơn tốt hơn sử dụng ở điều kiện môi trường khắc nghiệt hơn và mắc hơn cái pin màu xanh trên giá web là khoảng 5 đô la bây giờ mình sẽ mở hộp roro 11 mình là quay lại của một cái người bạn họ mở hộp nha về phần mở hộp thì mình sẽ tháo ở trên thay vì tháo ở dưới nguyên nhân tại sao thì mình đã nói ở clip mở hộp à, rồi mời rồi mở ở trên mình có thể dán lại được mà không cần mất siêu của sản phẩm bên trong có một tờ giấy nói về quýt còn gậy màu cam cầm rất là chắc chắn còn đây là một cái bộ dây buộc đầu được bọc bằng thun nhìn nhựa của họ làm ra khá là chất lượng đây là mau 3M để chúng ta có thể dán như trên nón bảo hiểm hoặc là những cái góc cạnh nào đó trên xe máy để chúng ta treo rô lên hai viên pin thì họ sẽ để ở dưới cùng pin Enduro được bọc trong một cái loại giấy màu trắng để bảo vệ còn đây phụ kiện cuối cùng một cái ngàm để chúng ta kẹp lên phần ba lô hoặc là mũi nón hai con vít vặn dây cáp usb c là để chúng ta sạc pin cấm kết nối goro với máy tính để chép dữ liệu qua còn về việc giấy hướng dẫn và giấy hướng dẫn sử dụng quick thì trên website của roro khi bấm vô roro 11 chúng ta sẽ thấy được tất cả những thông tin này nên mình sẽ không nói lại qua ha việc pin eduro màu trắng thì mình thấy là không khác biệt gì so với phiên bản màu xanh mà được một cái thì màu trắng nhìn thích mắt hơn đẹp hơn cũng là xu hướng hơn rô được bọc giấy khá là ok bên trong máy thì màu sáng rất là đẹp tương tự như phiên bản 10 mình không thấy khác nhau gì nhiều cả tem siêu của sản phẩm còn ba miếng luôn tiêu camera tiêu màn hình trước phần siêu phía sau thì không có cái miếng màu đỏ để lột lên dễ dàng như ở mặt trước và camera ha giờ phải cậy ra đây rồi xung quanh mặt rất sáng bóng bây giờ sẽ bỏ pin vô thử mà test hãy nhớ của họ đóng gói rất là kỹ càng Thẻ 32GB Và tất nhiên để quay độ phân giải cao thì phải dùng Thẻ xăng đít loại này nhé Mặt từ loại này trở lên V30 Để đáp ứng tốc độ ghi Của video được quay Đừng qua chắc lát cắt sâu Giờ bỏ pin vô mở thử đã Bỏ pin vô mở mà máy kêu bíp bíp là ok có lên hình làm mừng rồi chúng ta sẽ lựa chọn những thiết lập cơ bản ha như ngôn ngữ rồi ở đây thì họ đưa ra những chính sách của họ thì chúng ta cứ đồng ý thôi và chấp nhận sau đó là cài đặt gps khu vực của chúng ta để có được múi giờ các thông tin cơ bản cần thiết nhưng mà tới đây thì họ lại đòi thẻ nhớ bây giờ phải cắt thẻ bỏ vô thôi thì sau khi bỏ thẻ nhớ vô và máy chuyển qua yêu cầu vẫn phải chạy ứng dụng quét vào điện thoại để điện thoại kết nối với google cập nhật thì mới có thể sử dụng được đó là yêu cầu bắt buộc của máy rồi và để update được thì yêu cầu chúng ta phải còn lượng pin hơn hai mươi phần trăm vì vậy cần phải có thời gian sạc pin và cập nhật thì mới có thể sử dụng được vậy là đến đây video mở hộp đã xong chủ yếu là cần phải sạc đầy pin sau đó update thì máy mới hoạt động được và video này mình làm tới đây thôi nếu mọi người có thắc mắc gì về máy móc này mọi người có thể comment cho mình ở dưới video cảm ơn mọi người đã xem video chúc mọi người một ngày tốt lành chào mọi người nha